Thưa quý vị, năm 2021, mặc dù trong bối cảnh tác động bởi dịch Covid-19, nhưng tỉnh Long An thu ngân sách đạt kết quả khả quan. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh với số thu trên 17.000 tỷ đồng. Cụ thể, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022, chính phủ giao cho tỉnh Long An là 17.173 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là trên 13.400 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là trên 3.760 tỷ đồng. Đối với chi ngân sách địa phương theo nghị quyết thông qua là trên 15.300 tỷ đồng, bao gồm chi thực hiện các chương trình mục tiêu và chi cân đối ngân sách cho chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách tỉnh, quyện xã chi tạo nguồn cải cách tiền lương. Cũng theo nghị quyết, kế hoạch dài năm 2022 của tỉnh Long An là gần 595 tỷ đồng, đảm bảo trong mức dư nợ và bộ chi của ngân sách địa phương.